Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh La Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số về giải hạt đắc côi rất đẹp đây. Đó, kiến tím rất đẹp và có cả gia ly đã xuống lá chờ hoa nhé mọi người. Và em có thêm một số cái loại lan hoa đẹp của khu vực rừng Công Tâm. Đó, đầu tiên là cái hình gồm kiều mở gà, hai khúc kiều mở gà nguyên bản rất xanh tươi đây. Tiếp theo là một cái dề kiếm nguyên dề nhé mọi người, kiếm lá vàng đẹp lắm. Thứ ba và tư thì em có hai cái hình mỹ dung dạ hương, thì có loại rời và có dơ nguyên bản rất là đẹp đây. Cuối cùng thì em có một cái combo hai cái khúc, cái này gọi là lồng nhé mọi người. Đó, lồng thì thường cho ra những cái mặt hoa rất là hay, đặc biệt đẹp nữa. Đây, hai khúc nguyên bản về cho các bác sưu tầm nha. Rồi thì em sẽ quay giả hạt trước nhé. Hôm nay thì lan về hơi ít nên là em quay tổng hợp cả lan giả hạt cả lan thường luôn. Em sẽ để bên cạnh là cái thước 50cm để cho các bác anh chị dễ hình dung được cái thước về lan luôn. Đó. Rồi, đầu tiên là hình combo số 1 giá là 300.000 nha mọi người. Nó gồm hai con kiến tím nha. Đó. Đầu tiên là một con kiến này. Kiến đây thì nó đang xuống lá rồi. Lá nó vàng vàng, nó đang xuống lá rồi nha mọi người. Đó, mọi người nhìn lấy lá tím rịm đẹp không? Đó. Rồi. Rồi, con kiến đầu tiên này. Đó. Và con kiến thứ hai thì đẹp hơn. Rất là xanh tươi đây. Đó, lá tím nè. Lá xếp đều tím đẹp nữa, tím rịm luôn, đã lắm. Rồi, combo số 1 này thì có giá là 300 nhé mọi người. Kích thước này, kích thước kín thì nó cũng khá nhỏ thôi. Về mọi người trồng lại hai chậu được nhé. Một con này, con thứ hai này, đó. Rồi, con 2 tầm 6cm. Rồi, tiếp theo là em sang cái dề số 2. Dề số 2 cũng là một dề đắc côi luôn. Dề này thì có tới hai cái thân tơ lận. À, một thân tơ lá rất đẹp nè, xếp đều đẹp. Rồi, độ dài thân tơ thứ nhất thì tầm cỡ 13cm. Thân tơ thứ hai á, thì ngay cái gốc nó bị long ra mọi người. Đó, nó bị long ra, tuy nhiên là về mọi người trồng vẫn bình thường không sao nhé. Về chúng ta tách làm chậu, trồng lấy một chậu riêng. Đó, thằng này thì cái thế nó mọc cong cong cong. Rồi, thằng này về mọi người tách ra trồng lấy một chậu riêng nhé. Trồng bình thường không ảnh hưởng gì cả nhé, không lo chết đâu, rất là dễ sống rồi. Đó, vì thằng này giá nó cũng rẻ thôi mọi người, 250 thôi nhé. 250 là chúng ta được một dề hai thân đây. Đó, hàng cực kỳ đẹp luôn, xanh mướt nè. Giá 250 cũng thanh lý rồi mọi người, giá thanh lý á. Tiếp theo là em sang về số 3 đắc côi. Đây là một dề nù mập tím nữa, độ dài thân tơ thì tầm cỡ 15cm. Thân tím nè mọi người ha, thân lá mặt trên tím rịm nè, nù mập nữa, mặt sau lá tím nè, đã không? Lá tím dày đẹp, mặt trên lá, đặc biệt là cái mặt trên lá tím rất nhiều nè. Thằng này về sang hồng sang bệt thì y bài luôn. Rồi, giờ số 3 giá 300 nhé mọi người. Đắc côi. Tiếp theo là em sang giờ số 4. Đây là một giờ rất đặc biệt. Nhìn vào thì mọi người là thấy với cái độ nó đẹp ngay nha. Đây là một cái giờ kín nhỏ nhỏ thôi, dài cỡ 10cm thôi. Thân tím rịm này. Mặt sau tím mới đã nữa mọi người. Siêu phẩm nha. Rồi, bác nào nhanh mua được giờ này nha. Và đặc biệt nó có thêm một con kiến nhỏ mọc ở ngay dưới gốc nữa. Đó, một con kiến này có một lá thôi, kiến nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi, về siêu tím này thì có giá là 350 nha mọi người. Ai nhanh thì mua được nha. Tiếp theo là em sang về số 5. Về số 5 đây, đây một về có nguyên cái mảng như là mảng nguyên bản. Và đây về mọi người cố định vào cái khúc gỗ lũa hoặc thân cây nào là xong. Đó, về chúng ta dễ trồng hơn. Giờ này thì thân tơ của nó dài tầm cỡ 22-23cm nha. Thân già đỏ âu nè. Lá nè, lá xếp rất đẹp, thân tím thanh mảng nè mọi người. Lá đầu lá ngọn rất là tròn, tròn vo đẹp lắm. Cây này đang xuống lá nè, thân tím rất nhiều. Về hy vọng sẽ ra được hồng bệt nha. Rồi, về số 5 này thì có giá là 350 nha mọi người. 350, về rất đẹp. Đắc côi. Tiếp theo là em sang cái loại gia ly nha. Gia ly thì mùa này nó đã xuống lá rồi. Vùng rừng nóng gia ly thì cây giả hạt nó xuống lá nhanh hơn. Độ dài cây số 6 đây, thân tơ đây nhé mọi người. Đó, độ dài thân tơ thì tầm cỡ 38-39cm luôn. Cây này thì bán giá 200 thôi. Mầm gốc này. Mầm gốc xanh tươi, xanh lè nha. Nguyên dề này. Rồi, bác nào mua dề này rất lợi nha. Dề 6 giá 200. Tiếp theo sang dề số 7. Thứ 7 thì thân tơ đây, thân tơ còn chiếc lá ngọn cuối cùng. Độ dài của thân tơ thì rơi vào tầm cỡ 28cm. Đây, thằng này đây, gốc nữa đây, mầm gốc nguyên si nha.
Đó. Nguyên dê ở đây. Đó, được 1 2 3 4 cái thân da luôn. Dê này số 7 nó giá 200. Da ly nha mọi người. Hàng xuống lá là cái hàng khỏe nhất trong cái giai đoạn phát triển của cây lan nha. Tiếp theo là em sang về số 8. Về số 8 đây là về da ly luôn. Da 400.000. À, độ dài thân tơ thì tầm cỡ 60 cm nha mọi người. Thân tơ đây nha. Đây, thân tơ là thân dài nhất đây. Rồi, em quay thân tơ cho mọi người xem. Đốt khá là ngắn, cây rất là cứng cáp, khỏe mạnh. Thân da được 1,3 thân da. Mầm gốc nè mọi người xem nè, một mầm gốc nè. Hai mầm gốc đó. Thì sang năm là nó sẽ lên được hai cái mầm mới nha mọi người, từ cái thân tơ này nè. Rồi giờ này chỉ về chờ ngắm hoa thôi. Mầm tơ nguyên vẹn xanh tươi. À, giờ số 8 giá da ly giá 400. Rồi tiếp theo là em sang một số loại lan thương nha mọi người. Thì đầu tiên là em có một cái hình kiều mở ga nguyên bản gồm hai khúc kiều mở ga đây nha. Đó, một khúc đây nè, được là em đếm coi 1 2 3 4 5, 5 cái thân có lá nha. Một khúc đầu tiên nè, về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Lá xanh tươi mướt đẹp. Bám chắc chắn nè. Rồi. Khúc số 2. Khúc số 2 được 1 2 3 4 5 6 7 cái thân còn lá nha mọi người. Đó, nó bám rễ nó đang xen nhau bám chắc chắn vào khúc cây nè. Về chỉ biết treo lên thôi. Rồi, hai khúc này thì có giá là 250 nha mọi người. Hai khúc kiều mở ra nguyên bản đây thì có giá là 250 nha. À, tiếp theo là em sang dừa kiếm. Đây là một dừa kiếm lá vàng rất đẹp, hàng rất là hiếm nha mọi người. Kiếm xanh thì nhiều lắm mà riêng cái thằng kiếm lá vàng nọn chuối đây thì cực hiếm luôn. Đó, và đặc biệt đây là hàng nguyên dề nữa. Nguyên dề thì về trồng rất khỏe. Mọi người kiếm cái chậu than hoặc vỏ thông á, chúng ta trồng vào. Đây, để cho xem mặt sau nó, mặt sau nó vàng nhìn đã không? Đó. Kiếm vàng luôn là cái dòng kiếm để cho các bác, các anh chị về chơi kiểu bonsai tiểu cảnh nhé, rất đẹp. Nguyên dề rất khỏe, cái rễ nó đang xen nhau tạo thành nên một cái giá thể. Cái dề này nó về nó không giống như nguyên bản rồi mọi người. Kiếm khúc vào lũa đẹp đẹp chúng ta ốp vào hoặc là trồng ngay vào chậu. Đó. Rồi lá vàng nọn chuối rất đẹp nha. Dề này thì có giá 300.000 nha mọi người, dề kiếm. Tiếp theo thì em có một hai hình mỹ dung và hương. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cái hình rời trước nha. Đó. Rồi rồi đây thì để em đếm số thân cho mọi người xem nè, một thân nè. 2 3 4, cái này ba dê nè. 5 6. Đó, 5 6. Tiếp theo cuối cùng con dê to nhất là xếp đây. 7. Rồi 7 dê đây luôn. 7 dê này thì có giá là 350 nha mọi người. Các bác cho các bác anh chị chúng ta về trồng lấy một cái ghép vào một khúc gỗ lũa thật đẹp làm giống. Và cái mỹ dung dạ hương này thì là một cái loại hoa rất đặc biệt nha mọi người. Nó thuộc dòng Vanda. Thì cách trồng, cách chăm sóc cũng tương đối dễ. Tương tự trồng giống như ngân sơn cầm báo là thôi. Tức mọi người trồng vào giá thể than vỏ thông mà cục cục lớn là được nha. Hoặc là ghép thẳng vào gỗ lũa. Rồi cái rễ ở đây nó sẽ phát triển sinh sống nữa. Rồi nó hút ẩm xung quanh là nó phát triển thôi. Và thằng mỹ dung dạ hương này thì cái tên gọi nó là mọi người nghe thấy chữ dạ hương á. Thì tức là ban ngày thì nó hơn hương thơm, nó thoang thoảng thôi. Tuy nhiên là vào đêm là nó thơm đậm nha mọi người, rất là thơm luôn. Đặc biệt mặt hoa cực kỳ đẹp, mặt hoa màu trắng tinh khôi có thêm chút xen lẫn xanh xanh đó. Đẹp lắm, mọi người có thể lên Google search lan mỹ dung dạ hương nha. Đây là một cái loại lan mà không thể thiếu trong bất cứ khu vườn mà các bác, các anh chị đang sưu tầm nha. Rồi một phần đây thì có giá 350 nha mọi người, 350. Có một cây lá xếp rất đẹp nè, xếp to đẹp. Và một loạt cây đây. Rồi 350 phần này thôi. Tiếp theo nữa là em có một cái hình mỹ dung dạ hương. Đây là một cái hình nguyên bản nha mọi người. Hình nguyên bản rất đẹp. Và nó có một cái dề mẹ bông con nè. Dề này thì sắp tới nở hoa thôi. Nói cực kỳ đẹp luôn. Rồi các bác anh chị chưa có mỹ dung dạ hương, chúng ta muốn sưu tầm một cái dề mà về chỉ viết treo lên thôi, không phải chăm sóc gì nhiều thì có thể mua dề này nha. Lá xếp nè, lá xếp rất đẹp. Cái hàng này thì em ưu tiên cho các bác anh chị nào ở khu vực Đà Nẵng, Sài Gòn nhé mọi người. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Sài Gòn. Muốn gửi xe thì em sẽ hỗ trợ gửi xe ra. Như ở Sài Gòn thì em có thể hỗ trợ ra bến xe miền Đông, hoặc là ở bên quận Tân Bình gần chùa Phổ Quang nha. Cái này thì gửi bưu điện thì bắt buộc là phải gửi ship chậm thôi, đỡ tốn cước. Gửi xe thì nó vừa nhanh mà nó lại cũng giá cước nó rẻ nữa. Nên là ưu tiên gửi xe nhé mọi người, bởi vì cái cục nó khá to, cụ gỗ nó to lắm. Nên là chúng ta, các bác nào muốn gửi bưu điện cũng được, mà chịu khó đầu tư tí tiền cước nha, hoặc là em gửi chậm. Rồi cục này có giá là 400.000 nha mọi người, 400.000 cho một cái dê rất là khủng đẹp này.
hàng cực hiếm nha. Mỹ Dung và Hương hiếm khi có hàng nguyên bản đẹp vời lắm. Rồi tiếp theo nữa thì em có hai cái cục lan lộng. Thì nói chung về cái lan rừng của Việt Nam á, thì nó rất là đa dạng về chủng loại mọi người. Nó rất nhiều loại, và riêng cái loại lan lộng này nè thì nó lại phải là có hàng ngàn loại luôn. Thì cái hoa của nó thì hai cái loại này thì cái hoa của nó thì em chưa biết rõ cái mặt hoa ra sao, thì các bác anh chị chúng ta mua về sưu tầm chờ nở hoa xem sao nhé. Cái lan lộng thì cũng có nhiều các bác anh chị trên các hội nhóm group Facebook nữa, chúng ta thích sưu tầm những cái loại lan lộng độc lạ về chúng ta sổ hoa. Thường thường nó hay có những lan lộng cho hoa rất đẹp mọi người. Cái này thì không biết rõ tên, một số các bác chơi lộng lâu năm có tìm hiểu thì chắc là biết thôi mọi người. Lan lộng nó hay nở ra mấy loại hoa đẹp lắm mọi người, hoa đẹp đặc sắc lắm. Các bác anh chị về chúng ta sưu tầm lại nha. Cả nhà nhỏ thôi mà nở hoa rất sai đó. Rồi em có hai khúc đây luôn, là hai cái loại lộng khác nhau. Lộng sắp tới chắc em cố gắng em nghiên cứu thêm một số loại lộng để sưu tầm về cho các bác anh chị chúng ta chơi, có thêm các loại lan mới độc lạ trong vườn nhé. Nhiều khi các bác anh chị sưu tầm được hết các loại lan thường rồi, nhưng mà lộng thì cũng chưa chắc sưu tầm được đâu. Rồi này em có hai cục này, hai cục nguyên bản này thì mới về luôn, nó đang khá ẩm ướt mọi người. Này thì chắc phải mai để khô mới gửi được. Rồi hai cục nguyên bản lộng này thì về cho các bác anh chị sưu tầm nhé. Hai cục này thì có giá là 200.000 nha. Cái thằng này thì chắc ship chậm được nha. Rồi giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu ạ. Các bác anh chị có nhu cầu mua về nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh nha. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Mua nhiều vô đồng chuyển khoản trước giúp em nha. Đó, đối với khách mua lần đầu, khách quen thì cứ nhắn tin gọi điện báo chốt em gửi đi mọi khi thôi. Thì các bác anh chị mua lan rồi thì cố gắng giữ liên lạc nha, để có gì khi nào bưu tá tới nơi thì họ liên hệ giao lan cho dễ. Chứ vừa rồi gặp một số bác đặt hàng xong rồi cuối cùng tới nơi bưu tá gọi mãi không được, đành phải hoàn về thôi mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo ạ.